Chờ anh em đầu ngày chúng ta giải trí bằng một cái công tác sửa đèn bàn LED. Gần đây Thịnh cũng sửa lai-rai cho khách hàng của mình. Nhiều khi anh em sửa điện thoại, anh em sửa bàn ủi như anh em thấy Thịnh để trước sân, anh em biết mình có sửa những cái món đồ điện như thế này, anh em mang qua nhờ mình sửa. Đó thì quá trình nghiên cứu mình cũng mới làm sâu xa hơn một cái mảng mới, đó là sửa đèn bàn và đèn LED anh em. Đèn bàn LED nha. Đó, ở đây là cái đèn bàn Panasonic, và khi mà Thịnh làm mình mới phát hiện là trong cái thế giới mà đèn bàn này có những cái đèn mình nghĩ nó là đèn thôi mà nó mắc tiền cực kỳ nè. Nên hàng chi anh em hư hỏng anh em mới tiếc anh em đem đi sửa, một cái đèn mà 7-8 triệu cũng có nữa. Rồi ok, thì cái thế giới đồ điện gia dụng nó có rất là nhiều mảng miếng, và mình làm trong đây cả mười mấy năm rồi nên là mình cũng có nhiều cái trải nghiệm xung quanh cái lĩnh vực này. Rồi đây là cái đèn bàn Bana em gái này mang đến cho Thịnh sửa trong tình trạng là không lên gì hết anh em. Không lên gì hết. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả sửa chữa ha. Đó, đèn đã sáng rồi anh em. Yeah. Rồi, chúng ta tăng giảm độ sáng cái đèn này bằng cách nhấn giữ lâu. Đó, anh em thấy cái độ sáng nó giảm dần. Khi nào chúng ta đạt tới một cái độ sáng ta mong muốn chúng ta sẽ bỏ tay ra. Đó, anh em thấy nó đang sáng dần lên rồi anh em. Đó. Rồi chúng ta muốn tắt bật thì chúng ta nhấn một cái. Đó ha. Toàn bộ là phím cảm ứng ở đây hết. Rồi ok, cái đèn này nó sử dụng pin, và chúng ta sạc pin vào cái cổng sạc như thế này, rất là tiện lợi để tháo ra mang đi, gọn gàng, gấp gọn lại nha. Cái đèn này mình đã làm gì? Đèn này khi mà mình kiểm tra thì nó hư hết toàn bộ mặt bên trong luôn. Mạch đèn, mạch sạc pin, thậm chí cả cục pin hình cũng thay luôn, thay gần hết toàn bộ bộ ruột, giữ lại cái bóng led rồi nè. À, thì anh em thấy cái gì cũng vậy, sửa chữa thì bên Thịnh làm trên cái tinh thần đam mê và trách nhiệm, nên là một cái đèn mình nhận mình làm như cái đèn này mình kiếm linh kiện mình làm, mất đâu đó của bên mình cũng phải 3-4 ngày mới hoàn tất được cái đèn này. À, đâu có phải là rảnh thời gian đâu anh em, nhưng mà đã nhận rồi. Những anh em nào khách quen mình lại càng cố gắng cứu chữa nhiều hơn nữa. Rồi, anh em nào cần sửa và đèn bàn Bana hoặc bất kỳ một nhãn hiệu nào khác, lưu ý là đèn LED nha anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới. Bye bye.